Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư một lô đất rất là đặc biệt, không phải ở Bù Đốp em, mà hôm nay là em có lên trên Gia Lai chơi với thăm bên nhà hàng bên bà con á. Thì bên bà con là có gửi em một nhờ em á, nhờ em quay bán cái lô đất nhà hiện tại của chủ nhà đang ở. Và đặc biệt cái video này em sẽ cho số của chủ nhà luôn. Thì tại vì em không có làm đất trên đây, em tiện thể là được mọi người nhờ quay bán cái lô đất này, thì em sẽ quay và giới thiệu đầu đuôi cái lô đất và cho trực tiếp số của chủ nhà để quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với chủ nhà luôn. Và vì sao em muốn quay cái lô đất này là cực kỳ đặc biệt luôn, là được 358 m mặt tiền đường đất và 42 m mặt tiền đường nhựa này cả nhà. Trên đất thì đã có sẵn một căn nhà mái Thái cực kỳ đẹp cùng vườn bơ, dừa và nói chung là đẹp lắm, cà phê nữa. Em thấy giá quá chỉ là hợp lý luôn. Nếu mà cái mặt tiền đường đất là chỉ có 6,5 triệu trên 1 m ngang đường đất thôi. Đó. Mà cái tổng diện tích của mình là được 14.812 m², chủ nhà bán tổng hết chỉ có 2.500 triệu nha cả nhà. Và chia ra chỉ có 6,5 triệu 1 m đó. Dạ thì trong cái thời gian theo dõi video bên em, số của chủ nhà là cả nhà liên hệ nha, cả nhà nghe và có gì thắc mắc thì liên hệ trực tiếp với chủ nhà. Và nếu cần trao đổi gì thì gọi vào số của em như bình thường. Thì số của chủ nhà là 0396 420 364 đó. Đó là số của chủ nhà nha, em nhắc lại là 0396 420 364. Đó là số của chủ nhà nha cả nhà. Cả nhà không cần làm việc qua em, cứ liên hệ trực tiếp qua chủ nhà. Tại vì có gì để chủ nhà là trao đổi và dẫn dắt quý cô chú anh chị luôn. Em thì ở Bù Đốp, em lên đây tới 4 cha xa lắm, em chỉ quay hộ bán cho chủ nhà thôi. Nên quý cô chú anh chị cần trao đổi thắc mắc gì thì liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717 nha cả nhà. Đó, cái mặt tiền đường đất này là rộng 3 m, có hành lang hết mà do cỏ tốt này, chứ thực tế tính ra chỉ có 6,5 triệu trên 1 m ngang này. Cái này của mình là được 358 m mặt tiền, còn đường này của mình là được 42 m mặt tiền ra. Có nghĩa sổ của mình là hiển thị 2 mặt tiền đường nha quý cô chú anh chị. Từ đây mà mình di chuyển ra trung tâm chợ đó là chỉ có 1 km thôi đó. Còn đây là thôn Tứ Kỳ Bắc, huyện A L Bá. Đó, à, em nói lộn đó, đây là thôn Tứ Kỳ Bắc, xã A L Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nha cả nhà. Và số của chủ nhà thì em đã có đọc rõ trong video rồi, là 0396 420 364. Chủ nhà bán hết cái lô đất này là 2.500 triệu, gặp trực tiếp chủ nhà nha. Đó thì em có đọc số nên cả nhà mình lưu ý. Ở đây đặc biệt cả nhà mình để ý này, đây là nhà cửa cả nhà ha. Đó, nhà cửa dân cư. Và từ đây đi ra đường liên xã chỉ có 500 m thôi. Và cách trung tâm trường chợ trạm nó có 3 km nha. Trên đất của mình thì đã có một căn nhà mái Thái cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong, em quay căn nhà. Tí nữa em sẽ di chuyển hết 358 m mặt tiền đường đất cho quý cô chú anh chị mình cùng theo dõi ha. Đây, bây giờ em sẽ di chuyển vào trong căn nhà để quay cho quý cô chú anh chị mình cùng xem. Này, em lên nhà bà con chơi mà bà con còn hái bơ cho nè cả nhà này. Và đằng sau của mình là cả một vườn bơ quá trời đẹp luôn. Đẹp, bơ trên đây rẻ lắm cả nhà. Tội người nông dân mình chỉ có 2-3 ngàn đến 5 ngàn trên một ký bơ bút, thuộc là bơ ngon đó. Đó, nên là mình chỉ phải chuyển đổi các cái cây để mà phát triển về kinh tế ha. Còn đây là căn nhà có nằm trong cái diện tích của mình. Đó, là căn nhà mái Thái, tổng diện tích. Bây giờ là mình sẽ quay vào căn nhà cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó. Đây cả nhà, mình sẽ đi vào trong cho cả nhà cùng xem nha. Nhà của mình sẽ gồm một phòng khách, 2 phòng ngủ và có cái chữ L kế bên. Đây, phòng ngủ thì hơi tối nha cả nhà, em sẽ không bật điện ha. Thì quý cô chú anh chị mình quan sát được là ở đây có ốp gạch này, có lợp la phông, bóng đèn đường. Và đây là cái phía trước của mình. Chủ nhà bây giờ hiện tại là ở có một người thôi. Đó, được bên chủ nhà gửi quay bán này cả nhà. Còn đây là chữ L của mình. Em đang quay ngược ánh sáng đó, nó chói vào cái màn hình của mình ha. Nhà cửa rộng rãi đẹp lắm cả nhà mình. Đó, và đây là cái mình quay ra đằng trước để xem cái vườn của mình.
Bây giờ em sẽ di chuyển ra vườn và quay hết 358 m mặt tiền đường đất cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát nha. Đó, thì em có nói rõ đây là em lên nhà bà con chơi, được nhà bà con nhờ quay bán, nên là mọi thông tin cả nhà mình cứ liên hệ trực tiếp với chủ nhà giúp em nha. Em chỉ lên chơi 1 tới 2 ngày thôi. Nếu quý cô chú anh chị có liên hệ với em á, thì em sẽ cho số chủ để dắt đi. Chứ em cũng không có làm đất ở trên đây ha. Em chuyên về đất Bù Đốp, Bình Phước nha cả nhà. Dạ thì trong thời gian theo dõi video bên em, cả nhà có thể ủng hộ em bằng 1 nốt like hoặc 1 nốt đăng ký. Và vẫn như thường lệ thì cả nhà bấm trực tiếp vào kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước. Trong đó là em sẽ quay về đất nền, đất xào, đất kèm nhà thuộc bên Bù Đốp, Bình Phước cho quý cô chú anh chị mình theo dõi ha. Còn đây là cái vườn ở trên nhà bà con này. À, chủ nhà đó cả nhà. Chủ nhà đang cắt bơ. Chắc cắt bơ cho bọn em nhiều lắm luôn. Mà em thấy giá cả hợp lý quá cả nhà. 14.812 m², được 358 m mặt tiền đường đất và 42 m mặt tiền đường liên xã. Đó, kèm một căn nhà mái thái. Còn vườn trái cây này cả nhà, bơ biếc dừa quá trời đẹp luôn. Đó, này cả nhà mình nhìn bơ rụng này, để vậy luôn đó cả nhà. Xoài, đây là chủ nhà đang có trồng thêm bắp. Dạ thì như cũng trong tất cả các video em có giới thiệu, thì quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em. Thì nếu quý cô chú anh chị tin tưởng thì làm việc qua em, thì em sẽ gửi hình ảnh sổ sách. Còn không là em có đọc số điện thoại của chủ, và tí nữa em sẽ ghi số điện thoại của chủ dưới màn hình luôn, là 0396 420 364, để cho quý cô chú anh chị mình gặp trực tiếp chủ nhà luôn nha. Đây, em đang đi xung quanh vườn. Cả nhà mình xem cái vườn trước và tí nữa em sẽ di chuyển ra bên cái mặt tiền đường đất cho cả nhà mình cùng xem. Bơ này cả nhà. Đó, đây là mọi người gọi là bơ vút ha. Quá trời đẹp luôn. Này, em sẽ ngồi xuống em quay ha. Đó, đẹp lắm cả nhà. Mặt tiền đường đất cả nhà mình tính ra chỉ có 6,5 triệu/m². Và trên đây rất chi là phù hợp cho mình phân lô cắt nền ha. Nếu mà cái mặt tiền đường đất này quý cô chú anh chị mình phân lô cắt nền á, là không biết được mấy chục nền luôn. Giá quá chứ là hợp lý luôn. Đó. Còn chất đất của mình là đất đỏ ba gian. Đó. Đây cả nhà mình này. Đến đây là hết bơ rồi nha. Chủ nhà này. Cả một vườn bơ, bên kia là có cà phê và bắp. Đối diện với mình đây cũng có cà phê và bắp luôn. Đẹp lắm cả nhà. Có 2.500.000.000 mình sẽ sở hữu được hết tổng lô đất này. Còn đây là cây sầu riêng cả nhà mình. Đó, đây cà phê này cả nhà. Đó, bắp ha. Chủ nhà làm rất chi là sạch sẽ luôn. Bên kia em sẽ quay ra cái mặt tiền đường đất cho cả nhà mình cùng xem trước nha. Bây giờ mùa này là do cỏ nó mọc á. Ôi, cỏ mọc tốt quá cả nhà mình. Mưa nữa. Đây ha, em sẽ dán. Đây cả nhà mình, được 358 m mặt tiền đường đất này. Từ đây chạy lên là cái mặt tiền đường nhựa em đứng lúc nãy phía trên này. Là phía trên của mình, là sổ của mình hiển thị 2 mặt tiền đường. Ở đó là 42 m. Còn cái mặt tiền này của mình là được 358 m. Tính ra chỉ có 6,5 triệu/m² này. Đó. Và tổng cái diện tích mình được sở hữu là 14.812 m². Có sẵn một căn nhà mái thái cùng vườn trái cây là bơ, dừa và cà phê nha cả nhà. Sổ của mình hình thức sử dụng là đất trồng cây lâu năm, bìa màu hồng. Và đây là em chỉ quay bán nhờ cho bà con một clip này thôi, chứ em không có làm trên đất Gia Lai nha. Mà em lên đây chơi, nói chung là em cũng tranh thủ là hôm nay có chút công việc đó, là lên với anh em trên đây. Thì được anh em bà con là nhờ quay bán cái lô này, vì chủ nhà cũng đang cần tiền á. Đó, nên em quay trực tiếp để quay cho quý cô chú anh chị mình xem. Dạ thì cả nhà cùng nán lại xem hết 358 m đường này với em nha. Và cả nhà mình lưu ý này, con đường này là con đường thông. Tính ra là cái lô đất của mình là được 3 mặt tiền luôn đó cả nhà. Đầu đuôi, đuôi cũng có mặt tiền luôn. Đó, hiển thị trên sổ hết. Và bấm trên Google Maps cũng có hiển thị hết luôn.
Còn cà phê mọi người có trồng sen bắp vào này cả nhà. Đây là bắp mà bị che khuất đó chứ không, rộng và đẹp lắm. Nói chung sổ đẹp lắm, cả nhà kết bạn Zalo đi rồi em gửi sổ cho xem nha. 6,5 triệu trên 1 mét ngang này cả nhà, 358 mét. Mình rất thích hợp cho là mua đầu tư hoặc làm của đó. Còn chất đất thì khỏi chê rồi, là đất đỏ Ba Gian, nguyên về đất đỏ luôn nha cả nhà, không pha sỏi, không pha gì hết luôn. Điện nước, nhà cửa thì đã đầy đủ hết cho mình rồi. Em nhấn mạnh cho cả nhà liên hệ được với số chủ này, là mình mua trực tiếp qua chủ này, là tất cả các thông tin thì nói chung giá cả đàm phán thì là với chủ trực tiếp luôn, là 0396 420 3644 nha cả nhà. Đó. Còn số của em là 0329393717. Thì quý cô chú anh chị mà tin tưởng thì gọi trực tiếp cho em, muốn em làm giá bao nhiêu hoặc là trao đổi thế nào thì gọi cho em. Còn không thì cả nhà mình cứ gọi trực tiếp cho chủ nhà. Đó, thoải mái ha cả nhà. Cái này là em quay và em cũng không có tiền môi giới gì ở trong, nên tất cả các cái giá mình mua là quay về cái mức là quay về không đó cả nhà, chỉ là cái mức của chính chủ, không mất phí phiếc gì, thì cái giá của chủ nhà sẽ bán rất là dễ chịu. Còn sổ sách thì hai bên cứ gặp nhau trao đổi với chủ nhà rồi. Đó. Con đường này là chính thức em phải chạy xe cho cả nhà mình xem đấy, chứ đi bộ cũng không biết bao giờ cho hết. Mà giờ đường này em chạy mà vừa chạy vừa quay nên em sợ té đó. Đây. Chỗ này thì ở giữa nó hơi xấu nè cả nhà. Ở giữa chỗ này hơi xấu nha. Đó. Còn đi xuống dưới đây thì lại đẹp nè. Nói chung mất đoạn giữa là hơi xấu một xíu, em sẽ nói rõ luôn để cả nhà mình cùng nắm được. Cả nhà cho em tạm ngừng xíu nha, em đi qua xe này. Đó. Thì đây là được chủ nhà, được người anh em gửi nhờ bán. Em sẽ quay nhiệt tình và đi đầu đuôi hết để quý cô chú anh chị mình cùng quan sát được ha. Nếu mà quay về cái này á, mình có live cam là quý cô chú anh chị coi là bao phê luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, cả nhà mình nhìn này, cà phê năm nay là có giá nha cả nhà. Thì nếu quý cô chú anh chị mình quan tâm và thiện chí với lô đất này thì liên hệ trực tiếp với số chủ nhà là 0396 420 364. Đó. Cái địa chỉ lô đất của mình là nằm tại thôn Tứ Kỳ Bắc, xã A L Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nha cả nhà. Cách trung tâm trường chợ trạm là 1 km, cách cái đường tỉnh lộ đó là 3 km, còn cách thành phố Pleiku là 32 km nha cả nhà. Nếu từ Bình Dương mình di chuyển lên trên đây chắc cũng phải dao động từ 4 tới 500 km nha cả nhà. Đấy là cái đó nó xa đấy, em cũng nói rõ ha. Đây, chỗ phát rồi đẹp lắm nha cả nhà. Đây em đang phát này. Đây là cà phê các thứ cho cả nhà mình cùng quan sát ha. Em đi hết cái mặt tiền đường này đi, để tí nữa em sẽ di chuyển vào trong để quay cho cả nhà mình cùng xem. Nói chung em muốn quay nhiều chỗ quá, rộng quá cả nhà mình. Có 2 tỷ rưỡi mình sở hữu được lô đất, 2 mặt tiền, 42 mét mặt tiền đường liên xã và 358 mét mặt tường đường đất có hiển thị rõ trong sổ. Đó, đuôi của mình cũng có hiển thị đường luôn. Trên đất của mình thì đã có cà phê, dừa, bơ các thứ kèm căn nhà đó cả nhà. 2 tỷ 500 triệu cả nhà mình không nghe nhầm nha. Mọi thông tin chi tiết cả nhà mình xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717 nha. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em luôn. Lần đầu tiên em được ngắm cà phê thực tế thế này á cả nhà. Đẹp lắm luôn á. Cái này hái chắc đã tay nhưng mà chắc em nghĩ nó chưa chín đâu ha. Đó. Đây này cả nhà. Chạy dọc cái con đường này của mình cũng đã có dây điện nha cả nhà. Đó nên quý cô chú anh chị mình lưu ý để mình mua được một mảnh đất đẹp như thế này nha. Cả nhà mình không nghe nhầm, 358 mét mặt tiền đường này. Khiếp, quá đã luôn. Cái này nếu mà quý cô chú anh chị mình chưa có cần vội á, mình mua mà mình chỉ chờ đến khi mà cái đường này nó làm thì chắc là ngon, quá ngon rồi. Tài chính ở đây nó hơi lớn một xíu, là 2 tỷ rưỡi lận cả nhà. Đó nên quý cô chú anh chị mình lưu ý nha. Đó.
Em sẽ nói hết ưu và nhược điểm. Nhược điểm thì nếu mà cái đất Gia Lai mình từ thành phố mà di chuyển lên là 500 cây, 400 cây thì nó xa đó. Nhưng mà để về ưu điểm ở trên đây này, sổ đẹp, đất đẹp và màu mỡ. Và các cây màu thì ở đoạn đó là phát, còn đoạn này chưa phát này cả nhà. Em đi gần hết 358 mét mặt tiền đường đất cho cả nhà mình xem rồi. Em quay tới 15 phút mấy rồi, cả nhà cùng dáng em nha. Em đi xuống đuôi một cái nữa em sẽ tạm dừng, và em sẽ di chuyển lên cái trong vườn cho cả nhà mình xem qua một xíu nữa. Dạ đây nha cả nhà, em đã di chuyển tới cái phần đuôi. Đó, thì từ đây chạy lên cái mặt tiền lộ nhựa là 358 mét, và cái mặt tiền lộ nhựa đó là 42 mét. Bây giờ em sẽ quay về cái phần phía đuôi của mình là có một mặt tiền đường sau đuôi nữa nha cả nhà. Đây, có rõ ràng luôn. Đây này cả nhà mình. Đó, đây cả nhà. Đuôi của mình cũng gọi là phải ba mặt tiền luôn, mà đường này là đường thông hết nha. Quý cô chú anh chị mình lưu ý là đường thông hết. Đó, và trên đây cả nhà mình để ý này, rất phù hợp cho trồng, nhất là ưu tiên về sầu riêng. Đẹp lắm cả nhà. Ở trên đất của mình còn có một cây, cây này cây gì mà to thế này ta, cây gạo hay cây gì đó cả nhà. Em cũng không có để ý nhá, được một cây to đó. Bây giờ em sẽ lên em di chuyển và quay vào trong lô đất nha. Cả nhà mình lưu ý giúp em này, lô đất của mình là được 358 mét mặt tiền đường đất, 42 mét mặt tiền đường nhựa, kèm một căn nhà mái Thái, tổng diện tích là 14.812 mét vuông. Chủ nhà bán chỉ có 2 tỷ 500 triệu, gặp trực tiếp chủ nhà. Mà cái giá em chị ở đây chỉ có 6,5 triệu trên 1 mét thôi cả nhà mình. Đó, bây giờ mình không có thể kiếm được cái lô đất nào mà rẻ như vậy nữa. Mà đây là có chủ nhà gửi em bán, thì hôm nay em lên trên đây chơi thôi. Đó nên quý cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp với chủ nhà làm việc giúp em nha. Đó, là số của chủ nhà em nhấn mạnh này là 0396 420 364 cả nhà. Đó, đó là số của chủ nhà. Cả nhà mình quan tâm tới cái nguồn này thì gọi điện ngay trực tiếp cho chủ nhà để mình xem qua sổ sách và trao đổi về giá cả ha. Đó. Còn bây giờ em sẽ di chuyển vào trong cái chỗ mà người ta phát rồi cho cả nhà mình cùng quan sát được cái chất đất nha. Còn ở đây em quay thế này cùng có cỏ đó thì nó khó. Nhưng mà đất trên đây là chỉ có cái cỏ này, cỏ em gọi thì nó nghe hơi thô một tí là cây cất lợn đó cả nhà. Đó, thì là nó rất dễ diệt thôi. Đó. Đây, lúc nãy là em có quay ở dưới kia rồi. Và em bảo là em lên cái chỗ mà phát cỏ thoáng này để em quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Thì em chỉ quay cái chỗ thoáng này cả nhà mình mới quay được, coi được chất đất này và cái mặt bằng chung của lô đất. Đó, thì em cũng có nói rõ là chủ nhà đang phát dở, phát chưa có rõ ràng ha. Đó, chứ không phải là chỗ này chỗ kia. Còn cà phê của mình này cả nhà, cà phê này chắc cũng không được chăm sóc tốt lắm ha. Ôi cả nhà ơi, khiếp. Đấy. Đó. Dạ thì nãy giờ là em cũng, tại vì thời gian cũng nhiều rồi nên em xin phép chốt lại cho quý cô chú anh chị mình hiểu được là em lên đây được gặp được bà con, quay được cái lô chính chủ nhà cho quý cô chú anh chị mình cùng tham khảo, là nằm tại thôn Tứ Kỳ Bắc, xã A Lờ Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nha. Chiều ngang mặt tiền đường liên xã là 42 mét, mặt tiền đường đất của mình là 358 mét, tổng diện tích là 14.812 mét vuông. Chủ nhà bán hết tổng căn nhà với cái thửa đất em vừa đọc xong là chỉ có 2 tỷ 500 triệu, gặp trực tiếp chủ nhà qua số điện thoại là 0396 420 364 và số của em là 032 9393 717 nha. Dạ thì đến đây em cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị. Hẹn gặp quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo của em.